Thưa quý vị và các bạn, người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như du khách đến đây thì có lẽ phần nào sẽ bớt lo lắng hơn về tình trạng cướp giật ngang nhiên. Khi mà sắp tới thì đội ngũ săn bắt cướp sẽ được khôi phục trở lại. Đây là lời hứa của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại buổi gặp gỡ những lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ cao cấp nghỉ hưu sáng nay ngày 4 tháng 5. Một trong những cán bộ nghỉ hưu là ông Nguyễn Văn Chí, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã tỏ ra bức xúc với nạn cướp giật trên địa bàn thành phố. Ông mong muốn lãnh đạo đẩy mạnh xóa bỏ tình trạng này và khôi phục đội săn bắt cướp. Theo ông Nguyễn Văn Chí, điều nào tốt thì phải duy trì, phải làm ngay việc này để dân an tâm, khách nước ngoài khi đến Việt Nam cũng cảm thấy an tâm. Trước đề xuất của nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết hoàn toàn tán thành và khẳng định Thành ủy sẽ chỉ đạo cương quyết thành lập lại đội săn bắt cướp. Vâng, có lẽ quý vị và các bạn đã từng nghe qua cái tên là đội săn bắt cướp SBC tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không phải ai cũng biết rõ về đội đặc biệt này. Và chỉ trong một thời gian từ ngày giải phóng đến năm 1978 thì các băng nhóm giang hồ tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra đến 45.000 vụ án hình sự khác nhau. Và người ta tính là cứ trung bình 40 phút tại địa bàn thì xảy ra một vụ cướp, gần 170 người vô tội đã bị thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Lộng hành hơn thì các băng nhóm tội phạm sẵn sàng bắn trả công an, bộ đội khi mà chúng bị truy bắt. Trước tình hình nguy cấp thì lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh khi đó thì đã thống nhất phải thành lập một đội tinh nhuệ để chống cướp. Dạ vâng, và vào tháng 3 năm 1978 thì đội săn bắt cướp SBC thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập. Đội SBC gồm những chiến sĩ công an tinh nhuệ dưới 30 tuổi được quyền chạy hết tốc độ đi vào đường cấm và sau 2 phát súng cảnh cáo mà tội phạm không đầu hàng thì được quyền bắn hạ. Và người dân thì chỉ kịp nhìn thấy những tên cướp hung hãn bỗng dưng bị những chàng trai bình thường đánh hạ thôi. Giải quyết xong bọn cướp trên đường thì họ biến mất. Và chỉ huy thì lực lượng này giao cho đại úy trẻ Võ Tấn Thành, tức là Hai Trung lúc này mới 40 tuổi, dưới sự chỉ huy của đại úy Hai Thành. Thì đội SBC điều tra thật nhiều những vụ án và triệt phá rất nhiều những băng cướp như là Võ Tùng Hội và bắt tướng cướp Điền Khắc Kim, Tín Mã Nằm và Tín Mã Nàm và triệt phá băng cướp Bông Hồng Trắng. Đội SBC thì trở thành khắc tinh của những băng nhóm tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên và tạo niềm tin cho người dân ở thành phố. Vâng, và trải qua nhiều giai đoạn thì đến năm 1995, đội SBC hoàn thành nhiệm vụ và giải thể, thay vào đó là đội đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay thì trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại hình tội phạm thì nhiều đội nghiệp vụ chuyên trách phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đã được thành lập trực thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì nhiều người dân cho rằng là họ vẫn mong sự trở lại của đội săn bắt cướp khi xưa. Vâng, và vì vậy mà hiện nay quý vị có thể dễ dàng tìm thấy một Facebook mang tên là đội săn bắt cướp thành phố Hồ Chí Minh của các hiệp sĩ đường phố. Và đây thì người dân có thể chia sẻ thông tin về các đối tượng nghi vấn như là biển số xe, loại xe, tuyến đường mà người dân nhìn thấy đối tượng này hay vãng lai hoặc là đã từng ra tay cướp giật. Vâng.